Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình lấy góp đến từ sàn Binance các bạn, nhận NFT. Thì chương trình lấy góp như sao nè bạn. Chương trình lấy góp này random cho 60 winner các bạn. Thì 50 winner nhận được 1 BC cộng với 50 đô token NFTB các bạn, và 10 winner nhận được 1 token Barker Swap các bạn. 1 NFT thì cộng với 100 đô BUSDT này các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần link sẽ phần link mô tả dưới video, mở link tại Twitter các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nữa nè. Trên tại Twitter này các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi bạn bắt up lên rồi, tiếp tục follow BC nữa nè. Rồi bạn theo dõi luôn nha các bạn. Sau đó thì các bạn trích dẫn với dòng tweet này dưới lời chúc với hashtag này nè các bạn. Rồi các bạn like nè, các bạn trích dẫn tweet nè. Các bạn dán hashtag dưới một lời chúc bất kỳ đi các bạn. Rồi các bạn tweet lên nè. Rồi bình luận không ta? Chích dẫn cái tweet này. Rồi các bạn bình luận câu luôn đi các bạn. Good. I drop. Trả lời luôn đi các bạn. Sau đó các bạn nhấp vào cái link biểu mẫu này nè các bạn. Vào phần sau đây các bạn. Tweet này. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào, các bạn download cái ảnh này các bạn lưu nè. Rồi các bạn nhấp vào cái biểu mẫu nè các bạn. Sau khi nhấp vào biểu mẫu này thì các bạn khai báo thông tin thôi các bạn. Thì các bạn mở tài Twitter của tất cả các bạn ra nè các bạn. Các bạn nhập vào avatar của mình, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn thay đổi cái ảnh avatar của mình nè các bạn. Chọn ảnh hiện có nè. Rồi các bạn thay đổi cái bức ảnh Binance Smart Chain nè các bạn. Các bạn sử dụng bức ảnh này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba ảnh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi các bạn sao chép liên kết nè. Rồi sau đó các bạn gửi vào link phong này nè các bạn. Tiếp tục thì bạn submit link retweet nè. Thì bạn mở tài Twitter tất cả bạn ra nè các bạn. Các bạn lướt xuống nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài là các bạn đã tài quyết nha các bạn. Very good. Bài này hết ta. Để mình coi bài nào các bạn. Bài này cái bài các bạn đã chia sẻ nè. Sao chép liên kết nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Submit address. Rồi sau đó thì bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn nha bạn. Các bạn sao chép địa chỉ với mình. Cái này trên sàn Binance, không biết mình lấy địa chỉ trên sàn Binance hay là cái Wallet đúng không. Rồi các bạn nhắn vào đây nha bạn. Rồi bấm gửi là xong. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận NFT đến từ sàn Binance đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.